xin kính mời tới tất cả quý ông quý bà, các bậc kịch cao bóng cả của phái đoàn nhà gái ông bà Nguyễn Văn Lương, bà Lê Thị Hải, quê hương thôn 7, Tân Ninh, Trường Sơn, Thanh Hóa. Kính mời tất cả các chú bác cô dì cậu của phái đoàn gia đình nhà trai ông Lê Văn Long và Lê Thị Tuyến đến từ số nhà 82 phố Tiểu, dưới Trường Sơn. Chúng ta sẽ cùng chạm tay, tay bắt được mình phái đoàn gia đình nhà gái một cách trang trọng và đủ đầy lòng mến khách. Kính mời toàn thể quý vị khách quý, quan viên gia đình nhà gái. Chúng ta sẽ vào bên trong nhà, tòa nhà lớn của gia đình ông Long bà Tuyến để nghi lễ giao dâu sẽ được bắt đầu trong buổi tháng này. Trở lại sân khấu tình yêu, trung tâm tiệc cưới, sân khấu sẽ cùng với toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tạo dựng không gian đẹp với nốt nhạc hân hoan rộn rã, cùng chào đón sự thành công trong buổi lễ thành hôn ngày nay dành tân chú rể Lê Văn Châu và cô dâu Nguyễn Thị Hậu của chúng ta được diễn ra rất trang trọng đủ đầy. Vào lúc 11:05, cô dâu và chú rể đã có mặt tại trung tâm tiệc cưới của gia đình nhà trai. Ngay bây giờ xin mời toàn thể các cô bà, quý khách quý, chúng ta ngồi sát lại gần nhau để thắt chặt cho mối tình thông gia gắn bó tựa keo sơn, chung tay cày vai sát cánh chăm lo cho hạnh phúc của hai con. Đặc biệt nữa là mối tình thông gia sẽ bền chặt gắn bó tựa keo sơn. Xin cảm ơn các chú các bác cô dì cậu mợ cùng với bạn bè đồng nghiệp của ông Long Bảo Tiến từ phố Tiểu, dân lý Triều Sơn đã cùng theo chân gia đình ông Long Bảo Tiến lên đường đón dâu trở về nhà trai Thượng Lộ Bình An. Chúc toàn thể quý vị khách quý đi từ phố Tiểu, dân lý sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Chúc đoàn đại diện nhà gái đến từ quê hương Tân Ninh, Triều Sơn năm mới an khang thịnh vượng và chúc mừng năm mới. Một tràng pháo tay lớn nhất để chính thức bước vào khai mạc sự kiện âm nhạc dành cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng nay. Từ chỗ này tay đá trong tay, họ sẽ cùng đồng tâm cộng khổ, cùng nhau sinh con, nuôi dạy con nên người. Xin được chào đón tân chú rể Văn Châu, tân cô dâu Nguyễn Hậu. Xin được chào đón và chúc mừng đôi bạn trẻ đẹp nhất của đầu xuân năm mới năm 2019 năm Kỷ Hợi. Một tràng pháo tay lớn nhất để cùng chào đón đôi bạn trẻ của chúng tôi. Từ giờ lúc này họ đang lung linh trong ngày cưới. Xin được quan tâm đủ đầy của toàn thể quý vị. Và ngay lúc này tại sân khấu tình yêu gia đình nhà trai, kính mời tất cả công quốc bà toàn thể quý vị khách quý, chúng ta cùng đông đầy những ly trà thơm, cùng ăn miếng trầu kết nghĩa tình thông gia trăm năm, cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu của đại tộc gia đình nhà trai ông Lê Văn Long, bà Lê Thị Tuyến quê hương chốn nhà 82 phố Tiểu, dân lý Trường Sơn, để cùng cảm nhận sự đón tiếp thành công, sự đón tiếp đủ đầy của gia đình nhà trai vì chủ nhà mến khách. Lần đầu tiên xin trân trọng lời cho ban tổ chức xin gửi tới quý ông quý bà bậc kỳ cao bóng cả của phái đoàn nhà gái ông Nguyễn Văn Lương, bà Nguyễn Thị Hải quê hương thôn 7, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa, bạn bè nam nữ đồng nghiệp cơ quan của tân cô dâu Nguyễn Hậu lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc toàn thể quý vị năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, sau khi cô dâu và chú rể thắp lên bàn thờ ra tiên nén hương thơm tỏ lòng thành kính báo hiếu cũng như thuần phong mỹ tục, đó là ăn quả những người trồng cây của văn hóa Việt Nam. Trở lại sân khấu tình yêu, không gian đẹp đẽ, một sân khấu vô cùng lãng mạn từ phía trung tâm sự kiện xuân công cùng với gia đình nhà trai đã tạo dựng cho đôi bạn trẻ không gian đẹp để cùng chào đón toàn thể quý vị những ly trà đông đầy để cùng hướng về sân khấu chào đón đôi bạn trẻ đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Tân chú rể Văn Châu, cô dâu Nguyễn Hậu sẽ cùng hướng tới lời chào toàn thể quý vị. Xin mời cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, tại sân khấu này, cô dâu và chú rể không trở về những chiếc bàn tiệc đủ đầy để pha những ly trà đông đầy mời tới tận tay toàn thể các cô bạn được. Tại sân khấu này, xin kính mời tới Văn Châu và Nguyễn Hậu, hai em cúi đầu thật sâu, thay những lời cảm ơn chân tình sâu sắc với tấm lòng vàng ngọc của toàn thể quý vị đã cùng mất chút thời gian vàng ngọc của mình trở về với nhà trai tham dự sự kiện thành hôn đủ đầy ngày hôm nay. Một tràng pháo tay lớn nhá. Kính thưa quý vị, đúng là đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì mây sẽ bay, đủ tình yêu thương hạnh phúc lại đông đầy. Trong buổi sáng hôm nay, giờ lành, ngày đẹp và tháng đẹp được sự cho phép của chính quyền địa phương hai bên, được sự tác hợp của cha mẹ, nhà trai ông Lê Văn Long, bà Lê Thị Tuyến, nhà gái ông Nguyễn Văn Lương, bà Nguyễn Thị Hải, xin trân trọng lời cho ban tổ chức tuyên bố chính thức khai mạc sự kiện lễ tình hôn dành cho Văn Châu và Nguyễn Hậu. Xin được phép bắt đầu. Xin một tràng pháo tay lớn nhất. Hôn nhân hạnh phúc gia đình
đánh dấu nước thang quan trọng cho sự trưởng thành của Văn Châu và Nguyễn Hậu. Nghĩa vụ và bổn phận của những người làm cha, làm mẹ như ông Long, bà Tiến và ông Nhung, bà Hải mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn và trưởng thành, mong con nên người. Để giây phút này tại sân khấu tình yêu gia đình nhà trai bày tỏ tấm lòng mến khách, nhà trai của chúng tôi đã chuẩn bị đủ đầy những mâm tiệc trà đủ đầy, và sau khi lễ thành hôn xong, quý vị khách quý gia đình nhà gái ở lại với nhà trai để ông Long, bà Tiến xin được đáp lại tấm lòng tri ân của toàn thể quý vị. Ngay giây phút này chúng tôi chính thức khai mạc sự kiện âm nhạc dành cho đôi bạn trẻ, xin được bắt đầu. Thưa quý vị thân mến, trở lại với sân khấu tình yêu lúc này, xin tôi muốn hỏi với anh Văn Châu và chị Nguyễn Hậu, xin mời một lần nữa khởi thân cùng đứng dậy ạ. Xin được quan tâm đủ đầy của bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, xin tôi muốn hỏi với Văn Châu rằng, trải qua những ngày tháng chờ đợi, trải qua một quá trình tìm hiểu, yêu thương vô cùng kỳ lưỡng, tình yêu đang nảy nở gắn duyên giữa hai bạn được bao lâu rồi? Yêu được lâu chưa? Hơn một năm ạ. Thưa quý vị, thời gian một năm không ngắn không dài đủ cho tình yêu của họ đến ngày hôm nay được đơm hoa kết trái và thành công suôn sẻ. Đứng trước sự quan tâm đủ đầy của toàn thể quý vị và lăng kính bộ âm nhạc đang ghi lại khoảnh khắc này, tôi muốn nói với chú rể rằng anh có thể có đôi lời cảm ơn tới ba mẹ, cô dì, chú bác và ông bà, cô dì, bạn bè đã có mặt hôm nay. Anh có thể có đôi lời không? Đầu tiên cho con xin phép được xin chân thành cảm ơn các ông, các bà, cha mẹ, họ hai bên, các anh, các chị, bà con, cô bác hôm nay đã đến đây chung vui cùng với lại vợ chồng con. Con xin chân thành cảm ơn. Và để đáp lại cái tình cảm đấy thì chúng con xin hứa sẽ hoàn thành cái trách nhiệm của một người con, người cháu, một người dễ hiền, dâu thảo để không chịu lòng bố mẹ, ông bà, hai bên. Con xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi đã hứa rằng cùng đồng tâm, cộng khổ, cùng nhau sinh con, nuôi dạy con nên người như bố Long, mẹ Tiến, bố Lương, mẹ Hải đã chăm lo cho hai bạn ngày hôm nay. Cô dâu đã nghe rõ chưa? Ngoài ra, chúng tôi còn cảm ơn sâu sắc tới ba mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra các con, cho các con được cơm no áo mặc và học hành đến nơi đến chốn, khôn lớn và trưởng thành. Một lần nữa, kính mời hai em cúi đầu thật sâu xuống để cảm ơn công sinh thành và công dưỡng dục của những ông bà, ba mẹ, bạn bè nam nữ với lời chúc mừng. Kính thưa tất cả các ông, các bà, vì tình cảm, vì sự yêu thương đó, giây phút này tôi xin được kính mời tới Văn Châu sẽ hướng về với cô dâu một góc 45 độ 7 bên phải quay. Xin mời cô dâu sẽ là bên trái quay một góc 37 độ 5 về phía chú rể. Mắt sẽ nhìn sâu vào anh Văn Châu của chúng tôi và muốn nói rằng cuộc đời này em sẽ là của anh, và anh sẽ mãi là dòng sông để em sẽ là biển rộng, và em sẽ là gió lộng cho anh làm mây bay đi, và anh sẽ là nắng mai và em sẽ là hoa đỏ. Cô dâu là lối nhỏ chú rể chính thức bước vào đời. Và bây giờ anh có thể mạnh dạn ôm vợ một cái trước sự quan tâm đủ đầy của toàn thể quý vị đều. Xin mời chú rể mạnh dạn đi ạ, ôm thật chặt vào 100% được đấy nha. Và bây giờ vì tình yêu thương đó sẽ là chiếc nhẫn cưới mà chú rể đã mong đợi chờ bấy lâu nay. Em ơi, ngày hôm nay anh không có gì, với chiếc nhẫn cưới, chiếc vòng cầu hôn, để đôi ta sẽ mãi hạnh phúc với nhau trọn đời, chung sống phải thủy chung, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Giây phút này niềm vui hò hởi mà quý vị đang tạo dựng. Xin mời tân chú rể Văn Châu sẽ đưa chiếc nhẫn cưới yêu thương để trao cho cô dâu của chúng tôi, và cô dâu cũng sẽ trao chiếc vòng cầu hôn, chiếc nhẫn cưới để ước lời hẹn thề trăm năm rằng cuộc sống này dù đói dù no, dù những lúc vinh hoa phú quý đủ đầy, những lúc hoạn nạn ốm đau, hai bạn phải nhớ rằng sống với nhau phải trọn đời. Thân vợ thân chồng tất biển đông cùng tan, cơm sôi bất lửa thì không rơi hạt nào. Xin kính mời tới cô dâu sẽ trao chiếc nhẫn cưới cho chồng đi ạ. Ngón tay em út bên trái của chú rể sẽ là điểm tựa vững chắc nhất của tân chú rể chúng tôi. Từ giờ phút này cô dâu đã có người chồng khỏe mạnh, người vợ sẽ khắc giữ lời mái ấm gia đình. Tôi muốn hỏi chú rể rằng cánh tay bên phải anh vừa mới trao nhẫn cho vợ, anh có thể cầm lên tay anh được không ạ? Anh sẽ hôn nhẹ vào chiếc nhẫn cưới anh vừa mới trao cho cô dâu. Xin một tràng pháo tay nồng nàn đi ạ, thật tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta cùng trở về với những tầng bánh cưới, những chai rượu xung quanh đủ đầy, vô cùng ngọt ngào và
đong đầy với những chiếc ly thủy tinh thật là tinh khiết. Xin mời chú rể và cô dâu. Tôi kính mời chú rể giao cho vợ một chai rượu đi ạ. Và chú rể cầm một chai, tôi yêu cầu hai bạn lắc thật mạnh vào, thật nhịp nhàng với vũ điệu của âm nhạc ngày hôm nay. Nào, trước khi rót, lắc thật mạnh nha đi ạ. Cái cách mà chú rể lắc không được chuyên nghiệp cho lắm, kính thưa toàn thể quý vị, cô dâu lắc mới là giỏi. Tôi khâm phục cô gái đến từ quê hương Tân Ninh đấy ạ. Chú rể biết lắc chưa ạ? Đầu tiên anh phải cầm cổ chai, tay phải anh cầm đít chai, anh lắc thật cao xuống. Đúng rồi, và bây giờ hai bạn sẽ bóc tem. Chắc chắn rằng lần đầu tiên ngày hôm nay hai bạn được tham dự với sự kiện âm nhạc mà chúng tôi đã tạo dựng cho bạn. Và lễ tình hôn này là cơ hội để hai bạn sẽ chính thức lên duyên chồng vợ. Bây giờ mỗi người sẽ có nhiệm vụ bật chốt an toàn để minh chứng rằng chai rượu này chưa ai đụng vào ngoài hai bạn ngày hôm nay, đúng không ạ? Thật tuyệt vời. Rượu của chú rể nổ rất là lớn. Xin mời cô dâu ạ. Sẽ là chai rượu do cô dâu, chính cô dâu sẽ bật. Nào thật tuyệt vời. Và bây giờ hai bạn sẽ cầm tay nhau rót lên tháp rượu này. Xin mời. Kính thưa toàn thể các quốc bà, đúng là gừng đã mặn, muối đã mặn thì ngàn năm vẫn mặn. Gừng đã cay thì muôn thuở gừng vẫn còn cay. Yêu nhau cho trọn tháng trọn ngày, để ngày hôm nay đây, lời hẹn đầy ước đó mà tân cô dâu Nguyễn Hậu được yêu thương với chú rể Văn Cho, một người con trai phố thiều vô cùng xinh đẹp và vô cùng khỏe mạnh. Phải nói rằng hôm nay họ đẹp như ánh lầu sáng rỡ, đôi vai mềm mái tóc dài bông xòa, ánh mắt nhìn nhau như chính cả vô biên. Chẳng có thời gian cũng chẳng có không gian, chỉ có tình yêu và tình yêu vĩnh cửu. Thật là người ta từng nói, khen ai mà kéo sợi tơ hồng, để chúc cho đôi bạn về chung một nhà. Khen ai mà kéo cổ miếng cao, tem chầu cánh phượng nên duyên bạn tình. Chúc sinh chúc mọc bên đình, Văn Châu yêu chỉ có một mình Nguyễn Hậu thôi. Xin mời hai bạn sẽ cùng nâng đầy với hai chiếc ly hạnh phúc của mình ạ. Xin mời. Thưa quý vị, với làn khói đang lan tỏa tại sân khấu lúc này, cùng với hàng trăm ly thủy tinh vô cùng tinh khiết, biểu tượng cho sự tình yêu thủy chung vững kiểu của họ dành cho nhau, và biểu tượng cho tấm lòng thông gia của hai bên gia đình nhà gái, gia đình nhà trai. Hai em rót một lần phải rót hết luôn đi ạ. Rót cạn chai rượu xâm anh thứ hai đi ạ. Làn khói trắng đang lan tỏa hòa chung với trung tâm sự kiện trung công đã tạo dựng cho đôi bạn trẻ không gian đẹp thực sự lãng mạn ngày hôm nay. Với dòng chảy của không gian và thời gian, quy luật tạo hóa đã ban tặng rằng ngày hôm nay trai con dựng vợ, gái lớn phải gả chồng. Đúng là thưa quý vị thân mến, trong khe đổ về biển lớn, niềm vui mà quý vị đang tạo dựng cho đôi bạn trẻ thật tuyệt vời. Và bây giờ hai em trở lại trung tâm giữa sân khấu đi ạ. Sẽ vui. Xin mời. Nào, 1, 2, 3 rồi. Xin được chúc mừng năm mới, chúc mừng hạnh phúc và tình yêu của hai em hôm nay. Thưa quý vị thân mến, trở lại với những tầng bánh vô cùng hạnh phúc ngọt ngào như tình yêu của Văn Châu dành cho Nguyễn Hậu của chúng ta ngày hôm nay. Em ơi, chưa được ngồi đâu ạ. Chúng ta sẽ cùng trở lại với những tầng bánh cưới đủ đây, vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc và tình yêu. Quý vị, cho cô dâu của chú rể chúng tôi nhờ một chút máy lửa lên tay đó. Thưa quý vị thân mến, với ba tầng bánh, ba ngọn nến lung linh biểu tượng ý nghĩa một gia đình hạnh phúc, rộn vang tiếng cười trẻ thơ, với ba dòng chữ yêu thương mà đã thể hiện trên tầng bánh lễ tình hôn này, đó là chữ chung quân để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta sẽ là chữ tình. Và bây giờ xin mời cô dâu cầm con dao lên tay đi ạ, để cùng với chú rể cắt tầng bánh đầu tiên. Đây sẽ là biểu tượng những viên gạch vô cùng hạnh phúc, những viên gạch màu hồng mà bố Long mẹ Tuyến, bố Lương mẹ Hải đã dành cho con ngày hôm nay. Xin mời cắt một nhát nữa. Thật tuyệt vời.
với những làn khói lan tỏa, những chiếc pháo điện đang minh chứng cái tình yêu trong sáng và vững cường mà họ dành cho nhau. Xin mời tầng bánh thứ hai xin được chúc mừng trung tâm sự kiện bánh cưới Hoàng Thanh Bim đã làm nên những chiếc bánh đủ đầy hạnh phúc và ngọt ngào như tình yêu của họ dành cho nhau. Xin kính các tầng bánh thứ ba, xin cầu muốn hỏi với chú rể này, tương lai cuộc sống này chú rể Văn Châu mơ ước cô dâu Nguyễn Hậu sẽ sinh cho chú rể mấy người con ạ? Thưa anh, là ban đầu thì dự tính là 10 đứa, nhưng mà nghĩ lại thì là 5 đứa, nhưng mà chốt hạ là anh mong muốn là 2 đứa. Dù gái dù trai, chúng ta nên dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Theo cô dâu thì sinh 2 con có đủ không ạ? Dạ đủ ạ. Kính thưa quý vị thân mến, dừng lại chỉ 2 đến 3 con thôi để mẹ còn có một chút sắc đẹp nữa. Để đến 5, 6, 7 đứa như các cô ngày xưa thì chắc chắn rằng thời đại này không có thời gian đi làm đẹp đâu ạ. Các cô gái chú có đồng ý với cháu ạ? Một chào các thầy lớn đi ạ. Xin mời bao nhiêu chất bánh, niềm mơ ước của hai bạn sẽ cùng thực hiện. 1, 2, có thể thêm một đứa nữa không ạ? Quyết định dừng lại ở 2 con, đó là phương án lựa chọn. 9, 7, 5, 10 điểm cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, qua sự ngọt ngào này, tôi muốn nói với tân chú rể rằng dòng chữ ở phía sau của chú rể đính ước với dòng chữ lễ thành hôn. Lễ đã thành rồi, quý vị đã thấy họ đặt nụ hôn đồng thắm nào cho nhau chưa ạ? Ăn bánh cưới thì sư công nói rằng chắc chắn rằng cô dâu và chú rể cùng đều vững ước đó không phải là lớn lao cho lắm. Nhưng chú rể ơi, có thể một chút nữa chúng ta sẽ trao bánh cưới cho nhau, đúng không ạ? Đúng rồi. Và bây giờ, trước sự quan tâm đủ đầy và long kính vào âm nhạc, tôi muốn chú rể ôm lại vợ một cái nữa, nhẹ nhàng thôi, và hôn thật sự lên đôi môi ngọt ngào, gợi cảm, và niềm ước đó sẽ trở thành hiện thực. Một chào rất là lớn nữa đi ạ, thật tuyệt vời. Anh thấy chú rể hôn chính xác 100% luôn, đúng là hôn lên đôi môi ngọt ngào của vợ, thật tuyệt vời. Đây là tấm phong bì mà nhà gái nhà trai đã mừng tuổi cho hai bạn đi ạ. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi sẽ cho hai bạn trở về vị trí đầu tiên hướng về sân khấu tình yêu của sân nhà trai ngày hôm nay. Chị Hoài Kim là một trong những người cháu ruột của ông Long Bảo. Quý vị dành tặng cho chị Kim một tràng vỗ tay thật đông nào đi ạ. Mấy khi khách đến chơi nhà có thêm quạt nước chào mời. Thank you.
đúng là con về thế với mẹ cha để nơi ta được làm con một nhà. Xin được cảm ơn tới con muốn nói với chú rể rằng công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Thưa ông các bà, những người làm cha làm mẹ ai cũng mong con có như ngày hôm nay, bởi lẽ cha mẹ là những người mang nặng đẻ đau chăm lo cho con ngày hôm nay công ăn việc làm đến nơi đến chốn. Dựng vợ gả chồng là nghĩa vụ và bổn phận của ông Long bà Tiến và ông Lương bà Hải. Kính mời phần tham gia cho quả đầu tiên, đó là của mẹ của chú rể sẽ trao cho con dâu của mình. Kính thưa với quý vị, thưa các bạn trẻ thân mến, đúng là trăm hoa thì đun nở một giờ, không phải một phút đợi chờ con dâu ngày hôm nay mẹ Tuyến bố Long mong đợi chờ bấy lâu. Điều đó đã trở thành hiện thực, con trai Văn Châu đã mang về cho mẹ người con gái vô cùng xinh đẹp, nết na dịu dàng đến từ quê hương Tân Ninh Trường Sơn. Và thưa quý vị và các bạn trẻ thân mến, tôi muốn nói với bà Hải và bà Tiến rằng con gái là con người ta, con dâu mới phải con bà ơi. Từ giờ phút này và kể từ ngày hôm nay, người mẹ thứ hai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.